Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh Triệu Phú TV. Kênh mình để chuyên mua bán điện thoại cũ, máy tính bảng cũ giá rẻ. Và hôm nay là ngày 14 tháng 11 năm 2020. Và bây giờ thì cũng là hơn 10 giờ tối rồi các bạn nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì bên mình lại về để ít mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thanh lý cho bạn. Thì các bạn nào chưa ưng nào sản phẩm mình có thể đăng ký kênh, bật chuông thông báo. Và mỗi tối mình sẽ ra clip thanh lý điện thoại cũ giá rẻ thì các bạn sẽ là người xem đầu tiên. Và sản phẩm và mai thì đã bắt đầu là ngày 1 tháng 10 năm âm lịch. Thì mình chúc các bạn đang xem video mình, các bạn đã đăng ký kênh và các bạn ủng hộ sản phẩm mình suốt thời gian qua. Thì một tháng lớn thì công việc thì luôn luôn thuận lợi và kiếm thật nhiều tiền để sắm Tết và mua Tết các bạn nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì bên mình lại về được mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thì mình sẽ giới thiệu các bạn luôn. Và sản phẩm đầu tiên buổi tối ngày hôm nay bên mình giới thiệu với các bạn là chiếc sản phẩm là iPhone 5S. Con này là iPhone 5S nhé. Con này là iPhone 5S, con này là phiên bản mất vân tay 64GB. Đấy, iPhone 5S con này là mất vân tay 64GB. Con này thì là hôm nay mình vừa mới thâu lại của khách xong. Con này thì của nó là phiên bản của nó là 64GB. Con này thì nó mình sẽ bao cho bạn là main zin, màn zin. Con này thì hôm nay mình đã thay pin mới cho bạn luôn nhé. Ngoại hình thì con này cũng còn độ 90%. Con iPhone 5S này ạ. Con iPhone 5S này thì iPhone 5S này thì mình sẽ thanh lý bạn với giá là 1 triệu đồng các bạn nhé. Đấy, con này là bản 64GB, mất vân tay 64GB. Nói chung là bản 64GB này cực kỳ là hiếm này. Đấy, nói chung là bạn nào thích nhiều dữ liệu này. 5S thì nói thật với các bạn, camera đến thời bây giờ nói chung là còn rất ok luôn. Đấy, cam của nó rất là thật nhé. Đấy, cam nói chung là cam thời điểm này iPhone 5S cam rất ok nhé. Còn iPhone 5S này thì bên mình đang bán giá 1 triệu đồng nhé. Đấy, iPhone 5S thì đấy. Con này 5S 64GB luôn các bạn nhé. Các bạn mà thích một máy phụ nghe gọi này hoặc là dung lượng nhiều thì các bạn nhận hàng mình được sớm nhất nhé. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì bên em lại về cho các bạn là sản phẩm là Samsung M10. Con này là phiên bản nó là RAM 2GB, bộ nhớ trong con này là 16GB. Ngoại hình con M10 này thì là còn đẹp, còn 90%, nó 99 thì nó hơi quá các bạn nhé, tại vì máy cũ rồi thì là qua sử dụng rồi thì mình chỉ dám nói các bạn là từ trên 90% thôi. Và con này thì là màn hình của nó là tràn viền 6 inch, hơn 6 inch, pin thì là pin gần 4000. Đấy, pin thì pin gần 4000, camera kép và một đèn flash. Con này thì là máy con khá đẹp nhé, đẹp cũng gọi là leng keng luôn. Con M10 này thì hôm nay mình sẽ bán cho bạn với giá là 1.600.000. Đấy, con M10 1.600.000. Các bạn mua về tặng ông bà bố mẹ người thân hoặc là các em nhỏ mà đi học, học sinh các kiểu, các bạn mua những sản phẩm mà nhỏ gọn như này thì cũng rất là ok. Nói chung là 6 inch con này cực kỳ tuyệt vời cho các bạn. Con này thì nó đẹp lắm. Này, màu xanh này cũng khá là đẹp nhé. Các bạn mua về tặng ông bà bố mẹ thích sản phẩm cảm ứng trải nghiệm chẳng hạn. Các bạn bây giờ bỏ hơn triệu này các bạn mua điện thoại bình thường lắm, rất là sướng. Điện thoại năm 2020 điện thoại rất là rẻ mà. Các bạn nhiều lựa chọn cho các bạn mua điện thoại nhá. Đấy, bạn nào thích sản phẩm Samsung M10 này các bạn nhận hàng được sớm nhất. Một là qua Zalo, số này mình dùng Zalo, và hai là các bạn liên hệ trực tiếp qua hai số điện thoại. Nếu mà Zalo mình không trả lời kịp thì mong bạn liên hệ trực tiếp qua số điện thoại. Và đây địa chỉ cửa hàng mình, gần các bạn thể là qua trực tiếp cửa hàng mình để là giao lưu trao đổi điện thoại cũ mới. Và ở xa bên mình là có ship. Có ship ba miền. Và hình thức mua hàng ở xa thì các bạn nào tin tưởng bên mình rồi thì các bạn chuyển hàng trước thì mình sẽ free ship cho bạn. Còn các bạn nào mà chưa tin tưởng bên mình ấy, thì các bạn chọn hình thức là nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán. Nhưng mà hình thức nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán ấy, thì các bạn phải cọc trước cho mình phí ship 50k, 100k và 200k tùy theo mức giá sản phẩm của bạn nhé. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì bên mình lại về được hai sản phẩm là S8 Plus. Đấy, buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình về được hai con S8 Plus. Thì hai con này đều là bản Hàn, hai sim hai sóng. Con S8 Plus này thì là đây là khay sim các bạn nhé. S8 Plus thì là ngoại hình thì còn 90%, RAM 4GB, bộ nhớ trong là 64GB. Màn hình con này thì là màn hình của nó là tràn viền 6.2 inch. Đấy, độ phân giải màn hình của nó là 2K. Các bạn quay phim chụp ảnh cực kỳ là sắc nét. Con này là chip Exynos 8895x8. Đấy, màn hình thì con này thì là gọi là hơi ám nhẹ một chút thôi nhá. Đấy, màn hình con này thì gọi hơi ám nhẹ một chút thôi. À, con S8 Plus màn hình con này thì hơi ám nhẹ một chút thôi. Con này thì mình sẽ xả các bạn với giá là 3.400.000 các bạn nhé. Đấy, con này mình sẽ xả các bạn với giá là 3.400.000 này. Và con này thì là màn hình của nó cũng là đây, cũng là hơi ám hơi con kia một tí thôi. Con này thì mình sẽ xả các bạn với giá là 3.100.000 các bạn nhé. Con này thì mình sẽ xả các bạn với giá là 3.100.000. Ba con này, hai con này đều là bản Hàn, hai sim hai sóng các bạn nhé. Đấy, hai sim hai sóng.
Bạn nào thích sản phẩm S8 Plus này, các bạn thì hàng liền sớm nhất. Nói chung S8 Plus các bạn dùng khỏi chê luôn. Quá là sướng, quá là tuyệt vời luôn. Mà nó bo tròn các cạnh, các bạn dùng rất là ok, rất là tuyệt vời ạ. Đây, mình sẽ tạm bỏ ra đây cho các bạn nhé. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì bên mình lại về được con này là iPhone 7 Plus. Con này là phiên bản lock 128GB. Con iPhone 7 Plus thì ngoại hình thì con này còn 90%. Pin con này pin còn dung lượng còn là 88%. Thì này con này là bản lock 128GB nhá. Con iPhone 7 Plus này thì là bao cho bạn là main zin, màn zin. Con này mình sẽ bán cho bạn với giá là 4 triệu đồng. Đấy, iPhone 7 Plus lock 128GB. Đấy, con này thì mình sẽ xả cho bạn với giá là 4 triệu đồng nhé. iPhone 7 Plus lock 128GB thôi. Các bạn về Zai Black các bạn mua thêm một SIM ghép nữa là các bạn dùng full nhục tế thôi, dùng rất là sướng luôn. iPhone 7 Plus hoặc các bạn làm vlog, các bạn quay phim, nói chung là đăng YouTube chẳng hạn, các bạn mua những sản phẩm iPhone 7 Plus này nó là hai camera. Camera là quay cực kỳ là sắc nét, các bạn yên tâm. Mua 7 Plus này về xài cực kỳ yên tâm luôn nhé. Con này thì mình sẽ bảo các bạn là main zin, màn zin. Đấy, 128GB, pin còn 88% nhé. Bên mình sẽ xả cho bạn với giá là 4 triệu đồng con iPhone 7 Plus lock này. Hôm nay mình vừa mới thâu lại với khách xong. Xả nóng cho các bạn luôn. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về được con này là các bạn, con này Samsung Z7 Prime. Con Z7 Prime này, con này là bản công ty 2 SIM 2 sóng, cấu hình là RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB. Con Z7 Prime này thì là màn hình của nó thì là 5,5 inch, pin thì là hơn 3000. Con Z7 Prime thì ngoại hình thì con này cũng còn khá là ok các bạn nhé. Đấy. Con này thì mình sẽ xả cho bạn với giá là 1.500.000 con Z7 Prime này. Các bạn mua về tặng ông bà bố mẹ người thân hoặc các em nhỏ xem phim nghe nhạc rất ok ạ. À. Đấy, hoặc là các bạn muốn làm phụ nghe gọi rất ok nhá. Đấy, và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì đây, nhà mình về đây, hôm nay nhà mình tiếp tục đến Oppo đi. Đấy, Oppo A37. A37 này thì bên mình thì có một chiếc nhá. A37 thì mình cũng nói sơ cua qua, cấu hình là RAM 2GB, bộ nhớ trong con này là 16GB. Màn hình thì là hơn 5 inch. Còn Oppo A37 này thì bên mình xả cho bạn với giá là 1 triệu. À sorry các bạn là 900k nhé. Đấy, Oppo A37 900k. Đấy, các bạn mua về là một máy phụ nghe gọi rất ok. Kênh YouTube mình chủ yếu điện thoại cũ giá rẻ cho học sinh sinh viên hoặc là các bạn lao động phổ thông nên các bạn yên tâm về giá cả. Và sản phẩm là tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về được con này là con Oppo F1S. Oppo F1S thì là màn hình của nó là 5,5 inch, RAM 3GB, bộ nhớ trong con này là 32GB. Con Oppo F1S này thì là ngoại hình thì còn khá là ok. Đấy, còn độ 90%. Con này thì mình sẽ xả cho bạn với giá là 1.400.000 con Oppo F1S này nhá. 1.400.000. Các bạn đã sở hữu cấu hình là RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB rồi nhá. Đấy, Oppo F1S đấy. 1.400.000 cho các bạn nhá. Và tiếp theo hôm nay thì nhà mình lại về được là SIM Villa vào mạng cả năm. SIM Villa vào mạng cả năm này thì nhà mình sẽ có hai tính năng. Một là nghe gọi và thứ hai là vào mạng cả năm không mất tiền. Và thứ hai là nghe gọi thì các bạn phải nạp tiền vào các bạn nhé. Đấy, SIM Villa hai tính năng. Chỉ bên mình đang bán cho bạn với giá là chỉ với giá là 350k và gói cước của vào mạng cả năm này là D500 các bạn nhé. Đấy, bạn nào không thích mua điện thoại các bạn mua SIM Villa này vào mạng cả năm thì bên mình sẽ bán cho bạn với giá là 350k nhé. SIM Villa vào mạng cả năm 350k có hai tính năng nghe gọi và vào mạng các bạn nhé. Xin Villa vào mạng cả năm này nhé. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay đây ạ. Hôm nay thì mình sẽ xả cho một con này là Note 8 này. Con này thì là màn hình của nó thì hơi bị ám một tí nhá. Đấy. Note 8 thì các bạn cũng đã rõ rồi. Màn hình con này là màn hình là tràn viền 6,2 inch đấy, màn hình của nó là tràn viền. Sorry các bạn là 6,3 inch. RAM 6GB, bộ nhớ trong con này là 64GB. Con Note 8 này thì là màn hình của nó thì là hơi bị ám hồng bên dưới một chút nhá. Đấy. Đấy, đây, ám hồng bên dưới một chút này. Đấy, hơi ám hồng bên dưới một chút này. Đấy. Đấy, nói chung là nó hơi ám hồng một chút thôi. Các bạn dùng nền đen này cũng ok nhá. Đây các bạn vào hình nền đen này. Không thấy một cái gì luôn. Con Note 8 này thì là máy đẹp keng leng keng xà beng nhá. Đây là khay SIM của nó các bạn nhá. Đây, con Note 8 này thì là máy đẹp leng keng xà beng. Con này là bản Hàn 2 SIM 2 sóng. Con Note 8 này thì mình sẽ xả cho bạn hôm nay thì mình sẽ xả cho bạn với giá là 2 triệu 700k nhé. Đấy, thì mình sẽ xả cho các bạn Note 8 ám này. Thì bên mình đang xả cho bạn với giá là 2 triệu 700k con Note 8 ám này. Đấy.
các bạn vào hình đèn đen này thì nói chung là giả thì không thể ám được nữa. Đấy, nó tám ám này. Mình sẽ xả cho bạn với giá là 2.700.000 nhá. Các bạn mua về chạy Grab hay là YouTuber rất là tuyệt vời, tại vì cộng đồng mạng Grab thì đánh giá con Note 8 này thì để chạy Grab thì cực kỳ tuyệt vời. Nói chung là Samsung Note 8 thì nổ đơn cực kỳ là nhanh. Hoặc các bạn nào mà lên làm shipper bên shipper ấy, các bạn dùng hai sim hai sóng này, các bạn làm một máy phụ này mà chạy nổ Grab phải tìm đường rất là ok. Đấy, Note 8 này thì là 2.700.000 cho các bạn nhá. Note 8 ấy. Đây. Tiếp tục là Note 8 đi. Note 8 thì hôm nay nhà mình về được là 2 cây. Note 8 này nhà mình về được 2 cây. À, tiếp tục là 2 cây nhá, một cây màu xanh và một cây màu đen. Và Note 8 này thì là ngoại hình thì hai con này thì là ngoại hình của nó thì là gì nhỉ? À, đẹp từ 90 trên 90%. Hai con này đều là màn hình đẹp nhá. Đấy, bọn này thì là không ám ố hay không lưu ảnh gì. Đấy, hai con này thì là màn hình đẹp. Không ám ố hay không lưu ảnh gì. Đấy. Đấy, hôm nay nhà mình về được hai con này. Thì là đầu tháng 10 thì mình sẽ xả cho bạn với giá là 4.700.000 một con nhé. Đấy, Note 8 máy đẹp len keng xà beng, màn hình đẹp, không ám ố hay không lưu ảnh gì. Bên mình sẽ xả cho bạn với giá là 4.800.000 nhé. À sorry các bạn, 4.700.000 nhé. RAM 6GB, bộ nhớ trong con này là 64GB nhé. RAM 6GB, bộ nhớ trong là 64GB. Con Note 8 đấy ạ. Đấy. Nhà mình có một màu xanh, màu đen. Đấy, bạn nào thích phong thủy màu đen, màu xanh này các bạn nhớ theo mình sớm nhất nhá. Note 8 bên mình đang bán với giá là 4.700.000, màn hình đẹp, không ám ố hay không lưu ảnh gì ạ. Này. Đấy, và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về được cây này là cây Samsung Note 9 nhá. Note 9 này nhà mình lại về tiếp tục được bản đặc biệt cho các bạn đây. Samsung Note 9 thì con này cũng là bản Hàn này, hai sim hai sóng, nhà mình cũng là bản Hàn nhé. Note 8 cũng là bản Hàn hai sim hai sóng này. Note 9 bên mình cũng là bản Hàn hai sim hai sóng. Thì là Note 9 nhà mình hôm nay thì là mình cũng về được là màn hình của nó là 6.4 inch, pin thì là 4.000, hơn 4.000, có hỗ trợ sạc nhanh, cổng sạc Type C, bút Eiffel thì con này thì cực kỳ là tuyệt vời luôn. Các bạn bấm bút này, các bạn bấm bút nó sẽ gì nhỉ, các bạn bấm bút nó sẽ chụp ảnh. Bút này thì quên, mình chưa cài đặt nhá. Các bạn bấm bút đây này, đây đây, các bạn bấm bút này. Mình như mình chưa cài đặt hay sao? Các bạn mình phải vào cài đặt chứ. Xem. Đâu, mình quên mất rồi. Thôi cái cài vào bút này. Bút thì có tính năng nhé. Các bạn có thể là bấm này là chụp ảnh màn hình này. À, chụp ảnh camera nhé. Nói chung mình quên, mình chưa tìm. Hôm nay thì mình nhớ ở chỗ nào mình quên. Nó có một cái mút sen mà. Đấy, bút sen này, đấy. Bút sen này mình chữ cả đây, cái đôi bút sen này. Đúng rồi. Đặt là bút sen đây. Mình vào đây này. Đấy. Đấy, các bạn về mà không kết nối được bút, các bạn có thể là cài bút vào đây này để nó kết nối nhé. Nói chung là cài nó cũng mất một thời gian thôi. Cái này thì bút sen thì các bạn phải là về cài sau nhé. Thì mình cài mất nhiều thời gian đây. Tính năng của bút sen nó sẽ có là gì nhỉ? Nhấn một lần sẽ vào cái ảnh. Nhấn một lần tiếp theo là sẽ vào là mục ảnh này. Nói chung là đồng hồ này. Rất nhiều tính năng của bút sen nhé. À, con Note 9 này thì nhà mình này thì là hôm nay thì nhà mình về cái bản đặc biệt. Con này của nó là gì nhỉ? Phiên bản của nó là, mình sẽ xem phiên bản nó là gì nhỉ? RAM con này là RAM 8GB nhé. Con này là phiên bản là RAM 8GB. Đấy, RAM 8GB này. Bộ nhớ trong con này là 512GB. Đấy, con Note 8 này, à Note 9 này, RAM 8GB, bộ nhớ trong con này là 512GB. Và con này là màn hình đẹp, không ám ố hay không lưu ảnh gì. Đấy, Note 9 này, thiết kế cực kỳ này. Các bạn Note 9 các bạn nói thật, các bạn bản này các bạn khỏi phải chê luôn. 512, màn hình đẹp, không ám ố hay không lưu ảnh gì. Camera thì có bạn hỗ trợ các bạn quay camera coi như là phim 4K cho các bạn luôn nhé. Đây, con camera quá sắc nét luôn. Màn hình con này thì là màn hình của nó là tràn viền. Phân giải của nó là 2K. Quay phim 4K, các bạn quay phim cực kỳ tuyệt vời. Và sản phẩm Note 9 này thì mình sẽ xả cho bạn với giá là 7 triệu đồng nhé. Con Note 9 này thì nhà mình còn một chiếc này. Bên mình sẽ xả cho bạn với giá là 7 triệu đồng này. Đấy. Này, mình sẽ xả cho bạn với giá là 7 triệu đồng nhé. Đấy. Note 9 này mình sẽ xả cho bạn với giá là 7 triệu đồng nhé.
phiên bản là RAM 8GB, bộ nhiều trong 512GB. Nó thật với các bạn quá nhanh quá mượt luôn. Khỏi phải chê, các bạn vào YouTube xem phim nghe nhạc thì quá tuyệt vời luôn. Nói chung là RAM 8 các bạn, nói thật với các bạn. Nói chung không có độ trễ độ lag gì nữa, xử lý quá là nhanh luôn. Nói chung là RAM 8 các bạn không phải chê nhá. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Lot 9 đấy các bạn, nhà hàng lên sớm nhất nhá. Đấy, rất nhiều máy rẻ. Cuối tuần mình sẽ xả cho bạn văn vãn này. Và tiếp đến hôm nay là con này là con gì nhỉ? Oppo nhá. Oppo hôm nay nhà mình về con này là con Oppo A51. Oppo A51 này, con này là RAM 2GB. Con Oppo A51 này, con này là phiên bản là RAM 2GB, bộ nhớ trong con này là 16GB. Con Oppo A51 này thì các bạn cũng đã rõ rồi. Thì con A51 này thì là RAM 2, bộ nhớ trong 16GB. Con này thì mình sẽ bán cho bạn với giá là 800k. Các bạn mua về là một máy phụ chống cháy rất ok nhá. Ngoại hình con này cũng còn độ 90%. Con Oppo là gì nhỉ? Oppo A51 nhá. Bạn nào thích sản phẩm Oppo A51 thì các bạn hãy mình sớm nhất nhá. A51 này là 900k nhá. Đây. Đây. Con này là men zin, màn zin luôn. Cho các bạn những loại tâm sử dụng nhá. Đấy, và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình về được con này là con gì nhỉ? Con này là S9 Plus. S9 Plus thì là màn hình của nó là tràn viền 6,2 inch. Độ phân giải màn hình con này thì nó là độ phân giải màn hình là 2K. RAM con này là RAM 6GB, bộ nhớ trong là 64GB nhá. S9 Plus này là RAM 6GB, bộ nhớ trong là 64GB. Con này thì là màn hình của nó thì là gì nhỉ? Đẹp. Đấy, màn hình đẹp, không ám màu hay không lưu ảnh gì. Con này là bản Hàn, 2 SIM 2 sóng. Mình cũng nói luôn cho bạn là con Note 9 này bên mình nhá. Note 9 512GB, con này cũng là bản Hàn nhá. Con này cũng là bản Hàn, 2 SIM 2 sóng rồi, các bạn về chỉ phải dùng 2 SIM rất ok. Mình đã lên sẵn 2 SIM rồi các bạn nhá. Con S9 Plus này thế. Con này cũng là bản Hàn, 2 SIM 2 sóng. Và con S9 Plus màu xanh này thì hôm nay thì mình sẽ thanh lý cho bạn với giá là 5 triệu đồng nhá. Đấy, 5 triệu đồng. RAM 6GB, bộ nhớ trong là 64GB. Các bạn mua về tặng ông bà, bố mẹ, người thân hoặc là người yêu, bà xã rất tuyệt vời. Các bạn mua tặng vợ như ngày sinh nhật thì cực kỳ tuyệt vời luôn. Ngày sinh nhật hoặc là ngày cưới rất tuyệt vời. Nói chung là S9 Plus này nó một thời nó là siêu phẩm mà. Các bạn nói thật với các bạn, so những lời mới được những cái màn hình mà 2K như này, các bạn không ở đâu mà có các bạn. Các bạn mua những sản phẩm Oppo đời mới hoặc là Samsung đời mới, toàn màn hình là Full HD thôi hoặc là HD cộng thôi. Không bao giờ có màn hình độ phân giải 2K này đâu. Độ phân giải 2K các bạn nhìn thì khỏi phải chê luôn. Quá là sắc nét, quá là sản phẩm. Bạn nào thích sản phẩm Samsung S9 Plus này, các bạn liên hệ được sớm nhất nhá. Bên mình sẽ xả cho bạn với giá là 5 triệu đồng. Màn hình đẹp, không ảm màu hay không lưu ảnh gì. RAM 6GB, bộ nhớ trong là 64GB. Đấy, S9 Plus đấy. Ngoại hình thì còn 90% các bạn nhé. S9 Plus đấy. Đây. Đấy. Đây thì mình sẽ xả cho bạn là với là A8 này. A8 2018 thì hôm nay nhà mình còn một chiếc nhá. Đây là khay SIM các bạn nhé. Mình sẽ lắp khay SIM một con này, nhìn nó đỡ dơ. Đây là khay SIM thôi. Mình lắp khay SIM vào luôn cho bạn đỡ dơ. Con A8 2018 này thì các bạn cũng đã rõ rồi, là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 32GB. Con A8 2018 này, con này là bản Hàn, một SIM các bạn nhé. Con A8 2018 này, con này là bản Hàn, một SIM. Màn hình đẹp, không ám màu hay không lưu ảnh gì. Và là con A8 2018 này thì mình sẽ xả cho bạn với giá là 2.400.000 nhé. Thì nhà mình còn một chiếc màu gold các bạn nhé. A8 2018 đấy. Đấy. Xả cho bạn với giá là 2.400.000 con A8 2018 đấy. Này, A8 2018. Đấy. Màn hình đẹp, không ám màu hay không lưu ảnh gì. Bên mình đang xả cho bạn với giá là 2.400.000. Con này thì là máy cầm cực kỳ là chắc tay. Đấy, zin nguyên bản luôn, các bạn yên tâm nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung A8 2018 đấy các bạn, nhà hàng là sớm nhất nhá, 2.4 triệu cho bạn nhá. Đấy, con này là bản Hàn, một SIM. Đấy, dùng rất ok, nói chung là RAM 4 các bạn khỏi phải chê luôn. Máy cũng đẹp leng keng xà beng này, A8 2018 này. Còn con nào không nhỉ? Còn con nào thì mình sẽ thanh lý nốt cho bạn đi. Đây. Và hôm nay nhà mình về là con này là con Samsung Z3 Pro. Z3 Pro này, con này là phiên bản là RAM 2GB, bộ nhớ trong là 16GB. Con Z3 Pro này thì con này là bản Hàn. Bản Hàn một SIM đấy. Con bản Hàn một SIM này thì mình sẽ xả các bạn với giá là 1.3 triệu nhé. Con Z3 Pro bản Hàn một SIM này thì mình sẽ xả cho bạn với giá là 1.3 triệu. Con này thì là máy đẹp keng luôn. Đấy, đẹp keng, leng keng xà beng luôn. Máy zin nguyên bản luôn nhá. Đấy, bạn nào mà thích sản phẩm một SIM này tặng ông bà, bố mẹ, người thân hoặc là cái em nhỏ đi học rất ok. Con này thì nó nhỏ gọn mà. Đấy, Z3 Pro nhá.
bên mình sẽ xả cho bạn với giá là 1.300.000 nhé, máy zin nguyên bản nhé. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về con này, là mình xem con này là Vivo gì nhỉ. Đây mình sẽ xem là Vivo này. Hôm nay nhà mình về là con Vivo này. Vivo này à. Vivo con này là Vivo V820 nhá, con này là i91C các bạn nhá. Vivo i91C thì hôm nay nhà mình vừa mới về con này xong. Con này là RAM 2GB, bộ nhớ trong là 32GB. Con này thì hôm nay nhà mình lại về con này. Đấy, máy màu đỏ đỏ này. Máy màu đỏ hồng hồng này. Đấy, máy đẹp leng keng xả beng luôn. Còn Vivo i91C này thì là màn hình của nó thì là màn hình của nó là hơn 6 inch. Đấy, tràn viền hơn 6 inch. Pin pin hơn 4.000. Thì con này thì là máy zin nguyên bản đúng không các bạn nhé. Còn Vivo i91C này thì mình sẽ xả cho bạn với giá là 1.750.000. Đấy, các bạn mua về tặng ông bà bố mẹ người thân hoặc là bà xã người yêu rất tuyệt vời. 1.900.000 cho bạn, 1.750.000 con Vivo i91C này nhá. Đấy, Vivo i91C 1.750.000 cho bạn. Đấy. Đây và tiếp theo là con này là con Z7 sao ấy. Đây. Và hôm nay thì nhà mình lại về con này là Z7 2015. Con này là Z7 2015 thì con này thì là màn hình của nó là 5,5 inch. Màn hình con này là màn hình AMOLED nhé. Màn hình con này là 5,5 inch. RAM 2GB, bộ nhớ trong là 16GB. Con Z7 2015 này con này ngoại hình thì còn độ 90%. Đây ạ. Đấy. Con Z7 2015 này con này bản công ty 2 SIM. Bên mình sẽ xả cho bạn với giá là 1 triệu đồng nhé. Đấy, Z7 2015 này. Máy còn ngoại hình thì con này còn 90%. Khách dùng rất là dữ, của một bạn học sinh này. Đấy. Z7 2015 nhá. Màn hình là 5,5 inch Sumo LED, mình sẽ xả cho bạn với giá là 1 triệu đồng nhá các bạn nhá. Z7 2015 này. Đấy, và sản phẩm cuối cùng buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình về được con này là con VinMart. Đây là VinMart gì đây? Đây. Hôm nay nhà mình về được con này là con VinMart Lite. Con VinMart Lite thì con này là phiên bản của nó là RAM 4, bộ nhớ 6 tự RAM 6GB nhá. Đấy, VinMart Lite thì hôm nay nhà mình về con này là phiên bản nó là RAM 6GB, bộ nhớ trong là 64GB. Con VinMart Lite này thì màn hình của nó là 6,2 inch, tràn viền 6,2 inch, pin thì là pin hơn 4.000. Thì là màn hình con này thì là màn hình của nó là Sumo OLED nhá. Đấy, Sumo OLED luôn. Màn hình là Full HD cộng luôn nhá. Đấy, VinMart Lite. Đấy, VinMart Lite màn hình Sumo OLED này. Camera thì khỏi phải chê luôn. Camera của nó thì 1, 2, 3 camera, một đèn flash này. Máy con VinMart Lite thì là máy đẹp leng keng sạc beng. Cổng sạc con này là cổng sạc Type C nhá. Máy zin đét nguyên bản nhá các bạn. VinMart Lite này thì là được cái thiết kế camera của nó mình rất là thích. Nó là bên cạnh máy đấy nhá. Đấy các bạn, mà cái camera trước của nó cạnh máy nhìn cực kỳ là đẹp. Mà loa trong cực kỳ là to. Màn hình của nó là màn hình là Sumo OLED, các bạn dùng cực kỳ là tuyệt vời. Con VinMart Lite con RAM 6GB này thì hôm nay thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 2.500.000 nhé. Con VinMart Lite con phiên bản này là RAM 6GB nhưng không phải là RAM 4GB bạn nhé. Con này sẽ có hai phiên bản, một là RAM 4 và RAM 6, nhưng mà con này nhà mình là RAM 6GB. Bộ nhớ trong con này là nói chung là 64GB. Đấy, bên mình sẽ xả cho bạn với giá đây. 2.500.000. Đây có bản cập nhật này. Mình sẽ kích vào cập nhật luôn. Chắc là Android mới này. Đây 19GB chắc là Android mới này. Con này nó có bản cập nhật hệ thống Android mới thì mình sẽ tải luôn về cho các bạn nhá. Bạn nào thích sản phẩm VinMart Lite này các bạn liên hệ mình là sớm nhất nhá. Con này chắc là con cuối cùng nhà mình rồi. Mình có con nào không mình thanh lý nốt cho các bạn luôn. Mình có để làm gì đâu. Chủ yếu mình nhập vào điện thoại về để bán cho các bạn này. À đây. Đây. Và hôm nay nhà mình về được con này là con Vi gì nhỉ? Con này là con Oppo A3s này. Thôi con này thì để mai đi, con này thì vị khách đang cầm thì là mai mới hết hạn nhé. Đấy, và buổi tối ngày hôm nay thì bên mình lại về đến mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thành cho bạn. Thì tất cả sản phẩm bên mình thì báo giá trực tiếp. Thì các bạn ưng là sản phẩm mình, bạn nhấc máy lên hệ trực tiếp mình đặt hàng. Và tất cả sản phẩm bên mình thì lỗi đồ mùa một tuần và bảo hành là 6 tháng nếu các bạn yên tâm sử dụng. Và bây giờ thì cũng muộn rồi và xin chúc bạn đã xem video mình một buổi tối ngủ ngon. Và cuộc sống thì luôn luôn tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Và xin chào và hẹn lại clip vào tối ngày mai các bạn nhé.